Theo Sina, tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbas có nguy cơ vỡ trận trong đòn tấn công tổng lực của quân đội Nga những tháng vừa qua, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến Nga-Ukraine ở miền đông Ukraine. Trong trận chiến tàn khốc này, 3.000 chiến binh tinh nhuệ của lữ đoàn xung kích Azov, những chiến binh nổi tiếng với khả năng chống cự ngoan cường, cuối cùng đã bị tiêu diệt và chỉ huy hàng đầu của họ không may hy sinh. Tin tức này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào lực lượng phòng thủ Ukraine. Khói súng trận Selidovo vẫn chưa tan hẳn, quân Nga tận dụng đà này tiến lên không ngừng cho đến khi chỉ còn cách biên giới tỉnh Dnipropetrovsk khoảng 17 km. Vùng đất chưa bao giờ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh trên bộ này, giờ đây đã phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có từ quân đội Nga. Sự yên bình bị bao phủ trong mây mù chiến tranh. Ý định chiến lược của quân đội Nga rất rõ ràng và chắc chắn. Họ không chỉ củng cố kết quả ở Donbas, Zaporozhye, Kherson và những nơi khác, mà còn nhắm tới các khu vực quan trọng như sông Dnieper và Kharkov nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, quân đội Nga đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và có hệ thống vào khu vực Dnipropetrovsk vào năm 2025. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách nghiêm trọng khác đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước sức ép dồn dập của quân đội Nga, tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine dường như bị kéo căng và mong manh đến mức dễ vỡ ở bất cứ điểm nào. Có cảm tưởng trong gần 3 năm của cuộc chiến, đây mới là thời khắc khó khăn nhất của Ukraine. Igor Mochuk, cựu thành viên của Verkhova Rada, Quốc hội Ukraine, từng phục vụ trong tiểu đoàn Azov, đã sử dụng kinh nghiệm cá nhân và những hiểu biết sâu sắc của mình để công khai chỉ trích chính quyền của Tổng thống Zelensky trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ khu vực Dnipropetrovsk. Ông Igor Mochuk chỉ ra rằng, các hệ thống công sự, trận địa phòng ngự ở Pokrovsk, vốn được cho là thành trì cuối cùng do quân đội Ukraine nắm giữ ở Donbas trong nhiều năm, giờ đây tỏ ra vô cùng mong manh trước các loại bom phá của Nga. Cảnh báo của ông Mochuk không phải là không có căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng, một khi tuyến phòng thủ Pokrovsk bị mất, nó sẽ gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh của tỉnh Dnipropetrovsk và vùng hạ lưu sông Dnieper, bởi vì những khu vực này đều là những vùng đồng bằng, không bị cản trở bởi các yếu tố tự nhiên. Đây không chỉ là một thất bại về mặt quân sự, mà còn là một đòn giáng mạnh vào hệ thống phòng thủ quốc gia. Chính quyền Ukraine đang khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm cố gắng bù đắp khuyết điểm chí mạng này. Cơ quan tình báo quân đội Nga nhanh chóng nắm bắt được động thái này của quân đội Ukraine. Họ nhận thấy gần làng Rostov ở tỉnh Donetsk, chỉ cách tỉnh Dnipropetrovsk hơn 10 km theo đường chim bay, buộc quân đội Ukraine đang tăng cường xây dựng các tuyến phòng thủ mới để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới của Nga.